Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm biếng nhác, sanh lòng thương xót khuyên bảo họ, nguyên nhân nào các ngươi không siêng năng tinh tấn tu các thiện pháp lại sanh biếng nhác như vậy? Người ấy trả lời, bởi vì chúng tôi thiếu thốn của cải nên đối với thiện pháp chẳng siêng năng tu được. Bồ Tát bảo, ta sẽ cho của cải để được đầy đủ, không bị thiếu thốn. Các ngươi nên siêng năng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã. Khi được Bồ Tát bố thí của cải rồi, các hữu tình này không còn thiếu thốn, thân tâm phấn khởi, tinh tấn tu các thiện pháp mau được viên mãn. Hữu tình nhờ thiện pháp được viên mãn nên tuần tự phát sanh các pháp vô lậu. Nhờ pháp vô lậu nên được chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán hoặc quả độc giác Bồ Đề, hoặc nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tuần tự mình tu các địa vị của Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình hành tinh tấn, cũng khuyên người khác hành tinh tấn, thường tự mình khen ngợi pháp hành tinh tấn, vui mừng khen ngợi người hành tinh tấn. Như vậy, này thiện hiện các đại Bồ Tát, an trụ bố thí ba la mật đa, giáo hóa các hữu tình xa lìa sự biếng nhác, siêng năng tu các điều thiện mau được giải thoát. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm tán loạn, sanh lòng thương xót, khuyên bảo họ,